Ngày 28 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobukichi cho biết, nước này sẽ tham gia hệ thống đường dây nóng liên kết giữa các bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai của Brunei. Quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2021. Theo kế hoạch, Tokyo sẽ chính thức tham gia cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN-ADI vào năm 2022 hoặc muộn hơn sau khi đường dây nóng giữa ASEAN và nước này được thiết lập. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 16 đối tượng được cho là có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Những đối tượng này điều hành một nhà sách tôn giáo ở tỉnh Bingöl, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều năm qua, IS đã tiến hành vô số các cuộc tấn công trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có vụ tấn công một câu lạc bộ đêm ở thành phố Istanbul hồi đầu năm 2017, khiến 39 người thiệt mạng, và vụ đánh bom cũng tại thành phố này trước đó một năm, khiến 12 người thiệt mạng. Một hội nghị của Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 28 tháng 1 năm 2022 tại New York, Hoa Kỳ, sẽ bị hoãn lại do sự gia tăng của các ca nhiễm biến thể Omicron tại quốc gia này. Theo đó, đây là cuộc họp để xem xét lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vốn đã bị tạm hoãn nhiều lần so với thời điểm ấn định ban đầu là vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Hiện chưa rõ khi nào hội nghị mới có thể diễn ra. Bộ Y tế Israel hôm 28 tháng 12 thông báo về người đầu tiên qua đời sau khi nghi nhiễm biến chủng Omicron là một phụ nữ và đã được tiêm chủng đầy đủ cũng như nhận thêm một liều tăng cường. Trường hợp tử vong do Omicron báo cáo vào tuần trước sau đó đã được làm rõ là nhiễm biến chủng Delta. Biến chủng Omicron hiện cũng được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng số ca nhiễm mới trong ngày tăng cao ở nhiều quốc gia, đặc biệt là tại châu Âu.